Ngọc này, nhìn trường quay của chúng ta nào hoa nở chim én ngập tràn không khí Tết như thế này, lại mình lại nhớ tới một câu đối rất nổi tiếng: thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu tràng pháo bánh trưng xanh. Không biết là Ngọc còn nhớ câu nói này không? À, chắc hẳn rồi anh Tùng ạ. Đây chính là câu đối rất quen thuộc của người Việt, nhắc tới cái thói quen ăn dưa hành, ăn củ kiệu vào mỗi dịp Tết đến xuân về của người Việt. Và bây giờ anh nói là em rất là nhớ tới hương vị của dưa hành củ kiệu đấy ạ. Chính xác đấy Ngọc ạ. Ngày xuân là Tết ăn chơi mà. Thế nhưng mà ăn uống nhiều quá thì lại sinh ra cái chứng bụng khó tiêu. Và chính vì thế ông bà ta từ xưa đến nay đã biết cách kết hợp khéo léo sao cho món ăn, ví dụ như là dưa muối này, cà pháo này hay kiệu ngâm, có thể hỗ trợ những món chính trong ngày Tết như là bánh chưng, gà luộc, canh miến để giúp dễ tiêu và đỡ ngán hơn đấy. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Bảo Ngọc và Sơn Tùng xin được gợi ý một thương hiệu thực phẩm chuyên sản xuất các món ăn kèm như là mắm nêm, mắm cà pháo, dưa muối, kiệu ngâm được rất nhiều người tiêu dùng cả nước ưa chuộng, và đó chính là thương hiệu Sông Hương Foods Thắt Chặt Thân Tình. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một video ngắn ngay sau đây. Sông Hương Foods là nhãn hiệu thực phẩm đóng gói với hơn 25 năm mang tâm niệm trân quý và bảo giữ bản sắc ẩm thực truyền thống quê hương Việt. Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm công nghệ Sông Hương với nền tảng mạng lưới phân phối rộng khắp thông qua hệ thống kênh siêu thị như là Copmark, Bách Hóa Xanh, Vinmark, Bixi cùng các sân hàng online như Tiki, Shopee, Lazada. Về hệ thống các đại lý và nhà cung cấp thực phẩm trải dài 62 tỉnh thành trên toàn quốc đã chiếm trọn được trái tim nhiều thực khách trong và ngoài nước. Với các sản phẩm chủ đạo là mắm nêm pha sẵn, mắm cà pháo, kiệu ngâm chua ngọt, dưa món, mắm ruốc trà, mắm cá cơm, ngó sen ngâm chua ngọt, kim chi Hàn Quốc, luôn được sản xuất theo phương pháp công thức truyền thống, lên men tự nhiên, mang đến hương vị đặc trưng thơm ngon của dưa, của mắm. Cùng công nghệ hiện đại đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, không sử dụng các chất bảo quản độc hại, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Sông Hương là thương hiệu đạt tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao hơn 10 năm liền và chứng nhận ISO HACCP năm 2018, xuất khẩu đi các nước Mỹ, Nhật, châu Âu. Và bây giờ thì có thể mời anh Sơn Tùng thử luôn món kiệu ngâm chua ngọt ngay tại trường quay nhé. Không biết là mùi vị sẽ tuyệt vời như thế nào đây. Nên mời anh. Thử. Xin mời quý vị khán giả hãy cùng thưởng thức những hương vị đến từ Sông Hương Foods cùng với Sơn Tùng nhé. Củ kiệu mà ăn cùng với các món ngày Tết thì chắc chắn là tuyệt vời đấy. Anh Tùng có thể chia sẻ luôn cái cảm nhận của mình được không? Thưa quý vị, một mùi vị Tết vô cùng là quen thuộc. Vị chua ngọt thì vừa phải, lên men tự nhiên cùng với chút vị cay nhẹ của ớt và tỏi. Đặc biệt là kiệu không hề bị cay hay là bị hăng, rất tuyệt vời. Và em tin là khi mà kết hợp với những món chính của ngày Tết như là bánh chưng này hay thịt gà này thì vô cùng hợp lý luôn. Chắc chắn là anh sẽ phải mua ngay cho gia đình của mình những cái sản phẩm để có thể thưởng thức mới được. Vâng, em nghĩ rằng là với món củ kiệu ngâm chua ngọt này cũng như là rất nhiều món tới từ Sông Hương Foods thì những bữa ăn ngày Tết sẽ không còn ngấy cũng như là không còn quá chán ngán với anh em mình, đúng không nào? Và anh Tùng và quý vị khán giả thân mến, quý vị khán giả có thể liên hệ trực tiếp thông tin địa chỉ mua hàng đã được hiển thị bên dưới màn hình để sở hữu ngay những món ăn kèm cùng hương vị tuyệt vời tới từ Sông Hương Foods nhé. Hãy nhớ là có mua gì Tết này, mua sắm chỉ là chuyện nhỏ. Xin chào quý khách hàng Sông Hương Foods thân mến. Xin chào quý đối tác của Sông Hương Foods thân mến. Chúng tôi là Sông Hương Foods, là công ty chuyên sản xuất những món ăn truyền thống của người dân Việt Nam. Nhân dịp Tết đến xuân về, tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới, lời cầu nguyện an khang thịnh vượng dành cho quý khách hàng, quý đối tác thân mến.